Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại cùng với channel của mình Làm Đẹp Khoa Học. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cách chăm sóc, cách skin care sau khi peel da sao cho hiệu quả và an toàn. Và làn da của chúng ta thì cần phải có thời gian để phục hồi sau khi peel. Cho nên là các bạn cần phải biết cách skin care da sau khi peel da như thế nào cho đúng. Và bởi vì là nếu như chúng ta chăm sóc không tốt cho làn da thì có thể là làn da sẽ không được đẹp như mong đợi, mà còn khiến cho làn da sẽ bị tổn thương. Và sau khi peel thì thường da sẽ rất khô, bị ửng đỏ, bị bong da. Cho nên bạn cần phải chăm sóc làn da thật là tốt để nhanh chóng phục hồi. Và thời điểm này thì làn da sẽ rất nhạy cảm với hóa chất, chất tẩy rửa trong mỹ phẩm. Vì vậy cho nên các bạn có thể làm sạch da bằng cách đó là thấm nước muối sinh lý vào bông tẩy trang để lau nhẹ nhàng lên vùng da nhằm loại bỏ được các vi khuẩn, các bụi bẩn. Và để tránh cho làn da khô căng và tổn thương thêm thì các bạn không được dùng các loại sữa rửa mặt trong 3 đến 6 giờ đầu sau khi peel. Và trong trường hợp làn da bám bẩn nhiều thì các bạn có thể lau da bằng nước tẩy trang, nhưng lưu ý là phải chọn các sản phẩm thực sự nhẹ dịu và thành phần lành tính và không chứa các hóa chất tẩy rửa mạnh hay là thành phần độc hại. Và ngoài ra thì cấp ẩm da là một điều rất là cần thiết, bởi vì sau khi peel da thì thường trong trạng thái làn da rất là khô căng. Chính vì vậy mà việc cấp ẩm là vô cùng quan trọng để làm dịu cho làn da sau khi peel trong giai đoạn 1 cho đến 3 ngày đầu bằng cách dùng các sản phẩm dưỡng da thật là nhẹ dịu. Và một số thành phần an toàn lành tính trong các sản phẩm serum hay là kem dưỡng da sẽ rất là có lợi cho quá trình phục hồi tái tạo của làn da sau khi peel, như là hyaluronic acid hoặc là ceramide, glycerin, lactic acid, niacinamide hoặc là vitamin C, vitamin E. Ở từng thời điểm của tiến trình hồi phục, cách chăm sóc làn da sau khi peel cũng có nhiều vấn đề mà các bạn cần phải biết và thực hiện sao cho đúng. Và khi mà vừa mới peel da thì sau khi peel da thì chúng ta sẽ thấy có hiện tượng đó là làn da sẽ hơi đỏ rát và sẽ có trường hợp làn da sẽ bong chóc ít hay là nhiều. Và dù là trường hợp nào thì cũng cần phải chú ý trong 3 cho đến 6 giờ đầu, chỉ nên vệ sinh da với nước muối sinh lý và không được dùng các sản phẩm sữa rửa mặt có tính chất đó là tẩy rửa mạnh, sẽ khiến cho làn da rất là dễ bị kích ứng. Và trong giai đoạn này thì các bạn cần phải chống nắng cho làn da thật là kỹ càng mà không được lơ là, bởi vì là khả năng da bị bắt nắng rất là cao và có thể gây nên những tổn thương nghiêm trọng. Và bạn có thể che chắn da sau khi peel hoặc là bổ sung viên uống chống nắng. Và bên cạnh đó thì bạn có thể dùng các loại xịt khoáng để làm dịu làn da sau khi peel 1 đến 3 ngày. Và trong giai đoạn này thì làn da sau khi peel sẽ chuyển sang trạng thái sậm màu và khô lại, và vẫn còn rát nhưng sẽ dễ chịu hơn. Và đây là tình trạng rất là bình thường, cho thấy làn da cũ đang dần được loại bỏ và nhường chỗ cho lớp da mới. Và cách chăm sóc làn da sau khi peel trong giai đoạn này đó là bạn vẫn phải tiếp tục duy trì chống nắng thật là kỹ cho làn da và có thể uống thêm viên uống chống nắng. Và nếu như trường hợp làn da đóng mài và rát nhiều thì các bạn chỉ cần vệ sinh da bằng nước muối sinh lý và làm dịu bằng xịt khoáng lành tính. Và nếu như làn da không đóng mài hoặc là ít đóng mài thì các bạn có thể dùng các loại sản phẩm rửa mặt có thành phần nhẹ dịu, kết cấu mềm mịn và không chứa hạt. Và bạn vẫn được dùng xịt khoáng và viên uống chống nắng bình thường nhưng không dùng các sản phẩm dưỡng da nào khác nữa. Và sau khi peel da 4 cho đến 7 ngày thì giai đoạn này thì làn da có thể bong chóc hoặc là không, và bạn sẽ cảm giác làn da sẽ mỏng manh hơn và mụn ẩn sẽ có thể nổi. Sữa rửa mặt nhẹ dịu, chống nắng kỹ càng, thoa lại sau 2 tiếng, và chúng ta cần phải xịt khoáng mọi lúc mà để cho làn da tránh bị khô. Và tiếp đến là giai đoạn sau khi peel da 1 tuần. Và sau khi peel da 1 tuần thì lớp da non sẽ dần lộ ra và làn da sẽ trở nên sáng mịn, mờ thâm sạm, dần trở về trạng thái bình thường. Và lúc này thì bạn có thể thực hiện các cách chăm sóc da như là giai đoạn sau 4 cho đến 7 ngày, có thể dùng thêm các sản phẩm dưỡng da như là bình thường, và tức là bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt, tẩy trang, xịt khoáng, kem chống nắng có chỉ số SPF 50 và kem dưỡng ẩm. Và mình sẽ gợi ý quy trình skin care nhẹ nhàng cho làn da sau khi peel bạn nên áp dụng. Đó là đầu tiên thì chúng ta sẽ vệ sinh mặt bằng nước muối sinh lý. Và sau khi peel da thì làn da của bạn sẽ nhạy cảm nên là chúng ta cần phải vệ sinh thật là sạch sẽ để tránh viêm nhiễm. Và ngày đầu thì chúng ta hãy thấm nước muối sinh lý rồi lau nhẹ bụi bẩn trên làn da để ngăn chặn vi khuẩn tấn công. Khi da thật là sạch sẽ rồi thì việc cần làm tiếp theo đó là chúng ta cần phải xịt khoáng cho làn da để cung cấp độ ẩm, duy trì sự mềm mịn và chống khô da nứt nẻ. Và tại các cơ sở thẩm mỹ thì các chuyên viên sẽ tư vấn dùng thêm các loại sản phẩm dưỡng da như là serum, kem dưỡng da, thì các bạn hãy tích cực thoa mỗi ngày để mau chóng phục hồi. Ta sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm, khóa ẩm, và những điều cần lưu ý đó là chúng ta sẽ sử dụng các loại dưỡng ẩm dịu nhẹ và có chứa vitamin B3, B5 để phục hồi tốt hơn cho làn da. Và bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ thoa kem chống nắng để bảo vệ cho làn da chống bị khô sạm.
Và bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ thoa kem chống nắng để bảo vệ cho làn da chống bị khô sạm. Và trong số các bước skincare sau khi peel da thì quan trọng nhất không thể bỏ qua đó chính là bước kem chống nắng cho làn da. Bởi vì làn da lúc này rất là mỏng manh, rất là non yếu, cần được bảo vệ. Và chúng ta cần phải tránh tiếp xúc với tia UV sẽ gây thâm sạm cho làn da. Và chúng ta nên lựa chọn những loại kem chống nắng có chỉ số SPF 50 mỗi ngày, thực hiện mỗi ngày trước khi ra đường khoảng 30 phút. Và kể cả trong mát thì vẫn được khuyên là nên dùng kem chống nắng. Và nếu như bạn hoạt động ngoài trời thì cách 2 giờ nên thoa một lần. Và lưu ý quan trọng khi mà chăm sóc da hậu peel đó là chúng ta phục hồi da. Thì tất nhiên là cách phục hồi da hậu peel thì cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên thì bạn vẫn phải chú tâm để tránh gây những tổn thương và quá trình phục hồi sẽ diễn ra được thuận lợi hơn. Và sau đây là một số những lưu ý khá là quan trọng khi chăm sóc hậu peel mà bạn cần phải nhớ. Chúng ta không nên để cơ thể bạn tiết ra mồ hôi quá nhiều. Và khi bạn tham gia các hoạt động thể thao thì có thể điều mà tiết mồ hôi nhiều là điều khó tránh khỏi. Và điều này thì sẽ có thể khiến cho làn da sẽ bong ra nhanh hơn so với tiến trình tự nhiên, sẽ làm ảnh hưởng đến làn da vì có thể gây viêm nhiễm. Vì vậy cho nên các chuyên gia đã khuyên bạn rằng là nên tránh vận động nhiều cho đến khi mà làn da hồi phục hẳn. Và ngoài ra thì chúng ta không tẩy tế bào chết cho da. Sau khi peel da thì làn da sẽ được loại bỏ da chết, nên bạn không cần phải làm điều này bằng bất kỳ một sản phẩm tẩy da chết nào cho da trong tối thiểu là 3 ngày sau peel. Và nếu như bạn không lưu ý trong các trong cách chăm sóc da sau khi peel này thì có thể sẽ làm cho làn da sẽ bị mài mòn, bị tổn thương nặng thêm. Và ngoài ra thì chúng ta nên để da bong một cách tự nhiên. Dù biết rằng là việc nhìn những lớp vải bong trên da rất là khó chịu, nhưng bạn tuyệt đối là không được dùng tay để cạy gỡ nó ra, mà để nó bong một cách tự nhiên nhất. Và sau khi peel da thì có nên dùng retinol không là câu hỏi mà được rất là nhiều bạn tìm kiếm hiện nay. Và chúng ta biết rằng là retinol có rất nhiều các tác dụng tốt cho làn da. Tuy nhiên thì với những bạn vừa peel da thì đây là một thành phần cần phải tránh. Và bởi vì rằng là sau khi chúng ta sử dụng retinol thì có thể sẽ làm cho làn da khô căng, ửng đỏ và bong nhiều hơn, nên rất là dễ khiến cho làn da sẽ bị tăng mức độ tổn thương. Vì vậy cho nên nếu có muốn làm đẹp với thành phần này thì chúng ta nên đợi khi làn da hoàn toàn bình phục. Và một câu hỏi tiếp theo đó là sau khi peel da thì chúng ta nên sử dụng những loại sản phẩm serum nào? Và theo các chuyên gia về da thì sau khi peel da thì bạn nên dùng các loại sản phẩm như là mặt nạ phục hồi da sử dụng sau 7 đến 14 ngày sau peel và kem chống nắng. Và ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng thêm các sản phẩm xịt khoáng nhẹ dịu để làm giảm căng rát da sau khi peel. Có nên dùng vitamin C hay không? Thì vitamin C sẽ có tác dụng làm sáng và ngăn ngừa lão hóa vô cùng hiệu quả trên làn da. Tuy nhiên thì ngay sau khi vừa mới peel xong thì bạn không nên sử dụng ngay vitamin C mà phải để cho làn da phục hồi ít nhất là một ngày và sau đó thì mới có thể sử dụng tinh chất vitamin C cho làn da. Và nên lưu ý rằng có thể dùng vào buổi sáng để có thể nâng cao được hiệu quả chống nắng và bảo vệ cho làn da. Và sau khi peel da thì còn được dùng các loại mặt nạ hay không? Bạn có thể sử dụng các loại mặt nạ sau peel, tuy nhiên thì cần dùng những loại mà lành tính và thành phần thiên nhiên. Nhẹ dịu có thể làm giảm cảm giác căng tức, căng rát cho làn da. Và peel da xong thì nên ngừng sử dụng các sản phẩm nào? Và như đã nói ở trên ấy, thì peel da xong thì làn da của bạn đang rất là nhạy cảm và cần thời gian để phục hồi. Và lúc này thì chúng ta cần ngưng sử dụng những sản phẩm có tính chất tẩy mạnh và dễ gây kích ứng và làm bong chóc, đau rát cho làn da. Và điển hình như là các loại sản phẩm có chứa tinh chất retinoid, vitamin C, retinol. Sau khi peel da có nên ăn kiêng hay không? Kiêng ăn thực phẩm sau khi peel da rất là quan trọng, đặc biệt là những người có cơ địa dữ nên kiêng các món ăn cay, nóng, hải sản, thịt gà, đồ nếp, thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ, chất kích thích, cà phê. Và những thực phẩm này thì không tốt cho quá trình tái tạo tế bào da mới mà còn tăng nguy cơ làm dị ứng, ngứa ngáy, sưng viêm. Và thay vào đó thì các bạn hãy tích cực bổ sung các thực phẩm có chứa nhiều dưỡng chất dinh dưỡng như là vitamin, chất xơ, khoáng chất từ các loại trái cây, rau củ. Thông qua những thông tin mà mình vừa chia sẻ thì mình hy vọng rằng có thể giúp được các bạn chăm sóc da sẽ hiệu quả và có làn da láng mịn như ý. Và đừng quên subscribe kênh để đón xem những video mới hàng ngày từ Làm Đẹp Khoa Học. Cảm ơn và hẹn gặp lại.